Hello everyone, hôm nay mình sẽ tiếp tục chơi các tựa game tựa game cho tôm tham rút. Tiếp đến là trò Runner Hero. Oh,
tiếp đến là trò Rick Hero. Rồi tiếp theo là Street Rod. Thank you.
Rồi, tiếp đến là trò Curry Master. Rồi tiếp theo là Flippy đây. Rồi, tiếp đến là trò Traffic Escape. Thank you.
Trò cuối cùng là về cuộc mát tàu.